Là một trong những bom tấn truyền hình được mong đợi nhất dịp cuối năm, bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa đã không làm khán giả thất vọng khi lên sóng. Phim gây ấn tượng mạnh nhờ kịch bản thú vị và khó đoán, cùng sự kết hợp cuốn hút của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim phân tích những điểm hấp dẫn của Rèm Ngọc Châu Sa, điểm qua sơ lược thành tích và phản ứng của khán giả đối với bộ phim nhé. Sơ lược nội dung phim. Rèm Ngọc Châu Sa được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết Côn Sơn Ngọc Tiền Truyện của tác giả Đàm Thiên Âm, lấy bối cảnh thời Đường và xoay quanh chủ đề thương nghiệp. Nội dung phim kể về thiếu nữ Đoan Ngọ, do Triệu Lộ Tư thủ vai, sống trong làng chài Hợp Phố, nơi cô làm nghề mỏ ngọc trai như một nô lệ. Mỗi ngày, cô phải đấu tranh để giành giật sự sống và bảo vệ mình khỏi những kẻ xấu. Quyết tâm thoát khỏi cảnh đời khốn khó, Đoan Ngọ đánh cược mạng sống bằng việc bán một viên ngọc trai lớn hơn một tấc, đổi lấy giấy trả tự do từ Thôi Tổng Quản. Trong buổi bán ngọc, thương nhân Tây Vực Yến Tử Kinh, do Lưu Vũ Ninh thủ vai, và chàng công tử Trương Tấn Nhiên, do Đường Hiểu Thiên thủ vai, đã tranh giành quyết liệt, giúp Đoan Ngọ thành công nhận được giấy tự do. Tuy nhiên, niềm vui không lâu bền khi người mẹ ruột mới đoàn tụ của cô hy sinh tính mạng để bảo vệ cô. Sau sự mất mát, Đoan Ngọ gia nhập thương đội của Yến Tử Kinh và đổi tên thành Tô Mộ Già, bắt đầu hành trình khám phá thân thế và lập nghiệp. Nhờ đầu óc nhanh nhạy, cô đạt được nhiều thành công và kết bạn với Việt Vân Tụ. Vốn chỉ am hiểu về ngọc trai, Đoan Ngọ được Yến Tử Kinh hướng dẫn, dần mở rộng kiến thức về thế giới châu báu. Tuy nhiên, cô sớm phát hiện ra mình đã rơi vào bẫy của Yến Tử Kinh khiến cô suýt mất mạng, từ đó hai người đổi mặt thành thù. Quyết tâm khẳng định bản thân, Đoan Ngọ sáng tạo ra Ngọc Lưu Ly và giới thiệu trang sức màu sắc đến Dương Châu, giành lấy vị trí đứng đầu ngành châu báu. Trong hành trình đến Dương Châu để tìm hiểu chân tướng, Đoan Ngọ sử dụng hộ giáp đồi mồi và cùng Việt Vân Tụ chế tác ra những trang sức độc đáo như bàn gương trang điểm, lưu ly và ngọc bích. Nhờ đó, cô phá vỡ quan niệm thẩm mỹ truyền thống, mang đến phong cách mới cho châu báu Dương Châu, vươn lên trở thành đoàn trưởng của nghiệp đoàn. Sau này, Đoan Ngọ gặp lại Trương Tấn Nhiên, cả hai quyết tâm không bỏ lỡ nhau nữa. Nhưng ngay trong ngày trở thành đoàn trưởng, cô bị đồng minh cũ Trịnh Chi Hoành phản bội, bị đánh xuống đáy vực. Trong cơn nguy hiểm, Đoan Ngọ được Trương Tấn Nhiên cứu thoát. Sau khi vượt qua hiểm cảnh, Đoan Ngọ đối mặt và chiến thắng Trịnh Chi Hoành, một lần nữa khẳng định vị trí đứng đầu của mình, đưa ngành châu báu Dương Châu lên đỉnh cao. Qua những biến cố, Đoan Ngọ và Yến Tử Kinh dần chuyển từ thù địch sang thấu hiểu và nảy sinh tình cảm, tạo nên một mối tình đầy sóng gió. Kịch bản với nhiều yếu tố hấp dẫn. Khác với đại đa số những tác phẩm cổ trang trước đây, Rèm Ngọc Châu Sa có bối cảnh chính là hoạt động kinh doanh ngọc trai, châu báu ở thời cổ đại. Khán giả sẽ được theo chân Đoan Ngọ, Tô Mạc Già, Yến Tử Kinh, Trương Tấn Nhiên và các nhân vật chính khác, chu du khắp nơi trong quá trình kinh doanh trang sức ở nhiều địa điểm khác nhau, sông pha Tây Bắc, xuống Dương Châu. Khán giả sẽ được trải nghiệm cảm giác kịch tính, mạo hiểm và hồi hộp của quá trình kinh doanh châu báu trong thời buổi loạn lạc lúc bấy giờ. Trong hàng loạt thử thách và cạnh tranh, đấu đá qua lại giữa các thương nhân, những thế lực khác nhau, những món châu báu, trang sức xuất hiện rực rỡ, trở thành tâm điểm của cuộc cạnh tranh. Với những ràng buộc khốc liệt và các loại trang sức phức tạp, bộ phim cố gắng mang đến cho khán giả một bức tranh lộng lẫy về văn hóa trang sức truyền thống của Trung Quốc trong câu chuyện kinh doanh hấp dẫn. Mặc dù bối cảnh mở đầu có phần ngợp ngạt và nặng nề, nhưng điều khiến cho Rèm Ngọc Châu Sa giữ chân được khán giả xem tiếp những tập sau chính là đã tạo ra được những tình tiết hấp dẫn ngay trong các tập đầu. Một Đoan Ngọ có cuộc đời éo le và từng bước vươn lên, một Yến Tử Kinh giỏi giang chờ thời cơ là những điểm thu hút nhất từ phim. Thêm vào đó, các tình tiết đều logic và rất hợp lý, hàng loạt những âm mưu đan xen và đồng thời cũng mở ra những manh mối có liên quan chặt chẽ đến nhau. Điểm đáng khen nữa của Rèm Ngọc Châu Sa chính là bộ phim này không cố theo đuổi sự hấp dẫn từ việc trả thù, mà tập trung khai thác vào các nhân vật, xây dựng cho họ một câu chuyện hoàn hảo. Vì thế, Rèm Ngọc Châu Sa mang đến sự sâu sắc từ nhân vật cho đến bối cảnh, khác hẳn với nhiều bộ phim cùng thể loại. Bên cạnh cốt truyện, cặp đôi Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh được xem là nam châm hút fan, giữ chân khán giả cho Rèm Ngọc Châu Sa. Hai diễn viên từng khiến người xem mê đắm mê đuối với cặp bồ sói và thỏ, giữa Lạc Yên công chúa và anh chàng hộ vệ Hạo Đô trong Trường Ca Hành. Ở lần tái hợp này, thiết lập của Đoan Ngọ và Yến Tử Kinh vẫn khiến người ta liên tưởng đến hình tượng sói và thỏ. Song cặp đôi sói thỏ này có những thay đổi khác hơn, khi mở đầu câu chuyện, chàng sói Yến Tử Kinh lần này có địa vị cao hơn. Còn Đoan Ngọ dù vẫn xinh xắn, nhỏ nhắn đáng yêu như thỏ nhưng không đã còn mềm mại, mong manh dễ vỡ như giai đoạn đầu của công chúa Lạc Yên. Giữa hai nhân vật Đoan Ngọ và Yến Tử Kinh có sự tương phản mạnh mẽ về ngoại hình và địa vị, nhưng có sự tương đồng lớn ở ý chí mạnh mẽ và một số giá trị quan nhất định, mà trong đó rõ nhất là con người sống phải luôn dựa vào chính mình. Hành trình gai góc đi ngược chiều gió. Đoan Ngọ có dung mạo xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhưng từ nhỏ đã bị trói buộc bởi khế ước nô lệ, làm thợ mò ngọc trai tại Hợp Phố.
sống trong tầng lớp thấp kém nhất xã hội thời Đường lúc bấy giờ. Cô chịu đựng nhiều cơ cực, tủi nhục, bị đánh đập, thậm chí bị bắt nạt bởi cả những người cùng chung tầng lớp. Vậy nhưng, Đoan Ngọ luôn có nghị lực liên cường, tranh giành sự sống và cơ hội cho bản thân. Cô luôn khao khát muốn biết mình là con cái nhà ai, nỗ lực hết sức để thoát khỏi kiếp nô lệ, tự làm chủ cuộc đời. Trong lúc tìm cách trốn thoát khỏi hợp phố, Đoan Ngọ suýt mất mạng. Đau đớn hơn cả là khi Đoan Ngọ vừa mới nhận mặt mẹ lại tận mắt chứng kiến bà bị sát hại vì bảo vệ mình. Trước khoảnh khắc đầy tuyệt vọng, sự sống mong manh nhưng Đoan Ngọ vẫn vực dậy tinh thần, mạnh mẽ đương đầu với mọi sóng gió. Cô không thể để thua số phận, càng không thể để cho người mẹ quá cố mất mạng một cách vô nghĩa. Mạng sống của cô là do chính cô giành lại được, hành trình đi lên của Đoan Ngọ là cả một đường dài kiên trì, dũng cảm, quyết đoán và không ngừng tiến về phía trước. Nhiều lần chạm phải gươm đao, chịu hình phạt tàn khốc, vốn chỉ là một nô lệ mỏ ngọc trai nhỏ nhoi hèn mọn. Vậy mà bất chấp chết đi sống lại nhiều lần còn đi đến Dương Châu, mở cửa tiệm riêng, trở thành bà chủ châu báu nổi tiếng, tạo ra trào lưu mới. Từ cái tên Đoan Ngọ đến Tô Mạc Già, không chỉ là thay tên đổi họ mà còn là cả một quá trình luyện thép bản thân. Tinh thần tự lực, tự cường và không bao giờ chịu thua số phận của Đoan Ngọ được thể hiện một cách mạnh mẽ trong suốt hành trình của cô ấy. Đoan Ngọ quan niệm rằng nếu vẫn còn sống, phải luôn nhìn về phía trước, cho dù phía trước có thịt nát xương tan cũng phải thử sức dù chỉ một lần. Trong quá trình học hỏi kinh doanh, Đoan Ngọ trải qua rất nhiều khó khăn, không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, xung đột và hiểu lầm. Nhưng sau tất cả, Đoan Ngọ đã trở thành một Tô Mạc Già tự làm chủ và quyết định cuộc đời mình. Dàn diễn viên đủ sức chinh phục khán giả. Trước khi Rèm Ngọc Châu Sa lên sóng, khán giả khá lo ngại vì diễn xuất của Triệu Lộ Tư vẫn bị phàn nàn nhiều. Chỉ có điều, Triệu Lộ Tư đã tiến bộ rất nhiều so với thời điểm đóng Thần Ẩn hay Vụng Trộm Không Thể Giấu. Cô mang đến một vai Đoan Ngọ mạnh mẽ và bướng bỉnh khiến khán giả bị thu hút. Trong những phân cảnh Đoan Ngọ gặp nạn, diễn xuất của Triệu Lộ Tư ổn hơn kỳ vọng rất nhiều, làm cho người xem bị cuốn vào bi kịch của nhân vật này. Thậm chí, có khi không ít lần khán giả phải bất ngờ với diễn xuất của Triệu Lộ Tư. Những màn lăn xả ấn tượng, không ngại xấu, sự thể hiện tâm lý nhân vật và diễn đạt ánh mắt thê lương của Triệu Lộ Tư đã khắc họa lên hình ảnh nhân vật Đoan Ngọ ở nơi đáy xã hội, làm dậy lên sự thương cảm từ khán giả. Đặc biệt, khán giả còn không khỏi bất ngờ khi Triệu Lộ Tư còn đích thân thực hiện các phân đoạn nguy hiểm, lặn dưới nước để mò ngọc trai, thể hiện cuộc sống khổ cực bi thương của nhân vật. Về phần Lưu Vũ Ninh, anh từng gây ra nhiều tranh cãi về diễn xuất ở thời điểm Nhất Niệm Quan Sơn lên sóng năm ngoái. Với một vai diễn u ám và tàn nhẫn như Yến Tử Kinh, Lưu Vũ Ninh đã cố gắng nắm bắt cơ hội để thay đổi cách nhìn của khán giả về mình. Cũng giống như Triệu Lộ Tư, trong Rèm Ngọc Châu Sa, Lưu Vũ Ninh cũng đã nhận được nhiều lời khen về diễn xuất, đài từ của nam diễn viên được nhận xét là ngày một tốt hơn. Biểu cảm trên gương mặt cũng được tiết chế, phù hợp với diễn biến tâm trạng của nhân vật trong từng phân đoạn. Bên cạnh đó, hai diễn viên phụ là Đường Hiểu Thiên và Tạ Khả Dần cũng đã phần nào chinh phục được khán giả nhờ diễn xuất ổn. Đường Hiểu Thiên mang đến một vai Trương Tấn Nhiên chính trực và lương thiện, đồng thời anh cũng được khen ngợi nhờ việc diễn giải tốt tâm lý nhân vật. Tạ Khả Dần dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng cô đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi hóa thân vào vai Thôi Thập Cửu đầy dã tâm, mạnh mẽ và giỏi giang không kém gì Đấng Mày Râu. Có thể dễ dàng nhận thấy, diễn xuất của Tạ Khả Dần cũng tốt hơn nhiều so với các vai diễn trước đó của cô. Thành tích của Rèm Ngọc Châu Sa. Trước khi phát sóng, Rèm Ngọc Châu Sa đã nhận được 5,6 triệu lượt đặt xem trước. Ngay khi ra mắt, phim đã lập kỷ lục là tác phẩm có độ hot cao nhất năm 2024 trên Youku, khi đạt 6.729 điểm nhiệt chỉ sau 3 phút. Phim nhanh chóng phá mốc 10.000 điểm nhiệt sau 2 ngày phát sóng, lập kỷ lục mới trên nền tảng Youku, khi hiện đang là bộ phim đạt được thành tích này nhanh nhất của nền tảng trong năm 2024. Đồng thời, chỉ số nhân vật Đoan Ngọ của Triệu Lộ Tư, Yến Tử Kinh của Lưu Vũ Ninh và chỉ số chung của phim cũng nhanh chóng chiếm những vị trí đầu trong các bảng xếp hạng phim truyền hình Hoa ngữ. Số lượng người xem trung bình của phim theo ngày ngày càng tăng cao, được nền tảng thống kê Vân Hợp công bố ngày 4 tháng 11 là khoảng hơn 33 triệu lượt xem. Những thành tích ban đầu của phim cũng phần nào chứng tỏ được Triệu Lộ Tư đích thị là bảo chứng giác tinh danh xứng với thực. Mặc dù vậy, Rèm Ngọc Châu Sa vẫn bị soi ra không ít điểm bất hợp lý trong phim. Khán giả cho rằng nhân vật Đoan Ngọ với đời sống cực khổ của một nô lệ, từ nhỏ đã phải lặn biển mỗi ngày để thu ngọc trai nhưng lại có ngoại hình lung linh và còn biết nhảy múa duyên dáng. Nhiều khán giả khó tính còn cho rằng tạo hình của Triệu Lộ Tư chỉ mới hơi cơ cực, chứ vẫn chưa đủ thê thảm để khắc họa thành công nhân vật Đoan Ngọ đúng như nguyên tác. Không chỉ thế, nhiều khán giả cảm thấy tình tiết nữ chính Đoan Ngọ biết được thân thế và nhận mẹ ruột diễn biến quá nhanh và khiên cưỡng. Một số khán giả cho rằng, đã là phim thì cũng phải có nhiều tình tiết phi logic, khác với sự thật. Và cũng không chỉ vì những tình tiết bị đánh giá như trên làm cái tên Rèm Ngọc Châu Sa giảm đi sức hút.
Khán giả cũng hy vọng Rèm Ngọc Châu Sa sẽ ngày càng hấp dẫn và diễn viên giữ được phong độ ổn định, đừng rơi vào cảnh đầu voi đuôi chuột như nhiều bộ phim khác là được. Còn bạn thì sao? Bạn đã xem Rèm Ngọc Châu Sa hay chưa? Bạn có nhận xét như thế nào về bộ phim? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!